Drama quán vị hương đang căng đét hơn bao giờ hết. Mới đây nhất, một TikToker chuyên review ăn uống khác cũng đăng tải video đến tiệm bánh nước của Việt Hương trải nghiệm thực tế để đưa ra cái nhìn từ phía mình. Không dừng lại ở đó, anh còn thẳng mặt tố food reviewer từng phốt quán nữ danh hài quá xạo và đã review không đúng sự thật. Coi xong clip của bạn DN này, mình lập tức tới quán của chị Việt Hương xem như thế nào và mình phát hiện bạn quá xạo. Bạn nói thái độ nhân viên lật mặt như bánh tráng. Mình vừa bước tới cửa quán là bạn nhân viên đã ra chào hỏi mình, dạ vâng rất lịch sự, rồi hỏi mình dùng bánh hay đồ ăn tối. Nam TikToker này nói. Bạn nói bạn đợi ly nước 45 phút nhưng mình chỉ đợi có 3 phút thôi. Bạn nói ly trà đào ngọt ngay, còn thua cái ly 15k ngoài đường. Thì mặc dù theo khẩu vị mình thấy cũng không ngon lắm, nhưng mình cũng không nói như bạn. Bạn nói bánh bông lan trứng muối ngon nhưng không ngon bằng những chỗ khác là những chỗ nào. Mình nghĩ chắc là bạn đã từng ăn ở trên Sao Hỏa, chứ mình thấy bánh ở đây cực kỳ ngon luôn. Người này kể lại trải nghiệm của mình ở quán. Chốt lại, nam TikToker bảo nếu là người review có tâm thì sẽ nói đồ ăn dư ngọt hay là thiếu chua, chứ không thể nào mạt sát quán người ta như vậy được. Theo anh nhận xét, một buổi tối mát mẻ trong không gian sang trọng kế bờ sông với giá 225.000 cho hai người là hoàn toàn bình thường. Nếu bạn muốn câu view thì có rất nhiều cách, nhưng hãy luôn luôn chân thật, đừng hạ thấp danh dự và thương hiệu người khác chỉ vì lợi lộc cá nhân của bạn. Chàng trai chốt hạ. Dưới phần bình luận, dân mạng chia thành hai phe tranh cãi rõ rệt. Người bên vượt quán thì đồng thời cũng lên tiếng ủng hộ nam TikToker, cho rằng bạn nữ kia review chưa công tâm và không chân thật. Người lại quay sang ném đá nam TikToker này với lý lẽ rằng quán bị phốt nên giờ mới thay đổi cách phục vụ. Nhìn chung ai cũng có những lý do cho riêng mình. Nhiều ngày qua, một trong những drama được quan tâm nhất cộng đồng mạng yêu ẩm thực chính là việc tiệm bánh nước của nghệ sĩ Việt Hương tại thành phố Hồ Chí Minh bị tố thái độ nhân viên phục vụ không tốt, giá đắt và chất lượng không xứng tầm. Cụ thể, ít ngày trước, cả mạng xã hội được phen dậy sóng trước đoạn clip bóc phốt tiệm bánh nước của nghệ sĩ Việt Hương. Theo đó, một TikToker đã tố nhân viên quán lật mặt khi không cho phép nhóm của cô lên lầu ngồi uống nước. Bên cạnh đó, cô cũng chê đồ ăn thức uống giá đắt, nhiều món kém chất lượng, đi 12 người cho bữa ăn gần 1 triệu rất phí tiền. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đi nhóm 12 người mà tính bill gần 1 triệu thì việc chi mỗi người chỉ mất khoảng hơn 80.000, như thế đã quá rẻ rồi. Hơn nữa, nhiều bạn từng đến trải nghiệm là có cảm nhận khác TikToker này. Có người còn khen thái độ nhân viên ổn, đồ ăn thức uống cũng không đến mức quá dở để bóc phốt như vậy. Nhiều người còn nhận xét, food reviewer nhà ta đã quá khó tính. Có người còn phân tích nhà hàng này có 2 không gian, tầng trên chỉ phục vụ khách ngồi ăn, thì chuyện nhân viên từ chối nhóm 12 người của cô cũng chẳng có gì sai. Câu hỏi được đặt ra ở đây là thái độ nhân viên tiệm lúc đó thật sự như thế nào mà cô phải lên tiếng tố nhân viên lật mặt. Đoạn video được TikToker đăng tải hiện đã thu về hơn 4,5 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, dân mạng cũng nổ ra cuộc tranh cãi không hồi kết xoay quanh chuyện ai đúng ai sai, thực hư ra sao. Chấn động hơn nữa khi có nghi vấn TikToker đăng clip phốt quán Việt Hương đã thẳng tay xóa hết bình luận tiêu cực công kích mình, chỉ trừ lại những comment chê bai quán. Cụ thể thời điểm ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận về hàng triệu lượt xem và cả ngàn bình luận xôn xao. Đa phần là những ý kiến trái chiều, trong đó có những comment nổi bật thì toàn thấy quay ngược sang bên vượt quán và chỉ trích TikToker. Thế nhưng một khoảng thời gian sau, clip này chỉ còn gần 300 comment thay vì cả ngàn ý kiến tranh cãi như trước. Khi đọc mới biết đây toàn là bình luận chê bai quán của Việt Hương.